Hello everyone, welcome back to my Hard of Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hard of Nightmare Gameplay. Mình trong stream 12 tựa game hôm nay. Hãy bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video này cùng các bạn nào. Trên quest Hard of Game. Chìm. Let's play. Thank you.
Đây là trên lầu ở trên này, cho lên tầng trên này. Đồng 15 sao một tí nữa. Nếu chọn hoàn thành xong lần chơi này các bạn với thời gian 3 phút 26 giây, cùng cận chuyển qua thì tiếp theo Evzone. They just much as key, where this.
Come here. I've got your friend. Everyone is coming to eat the building. Thank you.
chiếc chìa khóa này, như passport này thì các bạn này 55 này, double file, open file. Chiếc chìa khóa bên trong kia. Để lúc cha sẽ thử thách rồi. Chúng ta đi tiếp theo nào. Slender Free. Một phòng quay lên được các bạn. Nothing here. Nhưng thời gian thì nó đủ để thấy được ngay để có thể chụp hát ở đây, chụp hát của Snare Man không ạ? Sẽ có bạn chụp hát ý thức hàng Ice Cream 4. Thank you.
Không có tiếng nhạc của nó dưới đây hả? Before. Salva.
Thế tinh thần chúng ở đây là phải. Ok, giờ lúc cho chúng ta có thể gọi nhé. Yes! It is so nice! Ok, mình sẽ không quan trọng qua đây tiếp theo. Pha sẽ đây tiếp theo chúng ta cho mẹ gọi. Vừa sau vừa ba đều ạ. Vicky Clatow. Giải cứu được cô ấy cả. Come on. Come on. Tôi sẽ check vào trong này đã. Mời các bạn cứu cô ấy nhé. Then the arena is shallow too.
track one key here. Okay, và cái chi tiết cho tìm đủ tạm cuốn sách này dành cho anh chị thắng được các game này các bạn nhé. Ok, giờ mình sẽ cùng vận chuyển qua tình tiếp theo. Ice Cream Squaddy sẽ là game đồ tiếp theo của chúng ta các bạn này các bạn. Step 1. And unlock Ice Cream Truck. Cream come from when? Cookie from house and favorite of our friend. Từ khi mới bị lắp thì cho không thể lấy chiếc chìa khóa này các bạn. Nhé.
phê ice cream. Start from the one. Các cái khá đơn giản từ đường level đầu tiên vậy. Fan when you ever you are screaming. I think I want to have complete. What do you have to eat here? Bed in peace. Thank you.
chưa hết tiền hôm nay các bạn. Ready 3. Thank you so much.